Nhật Vinh à, khi mà ví dụ như bạn đi mua đất thì bạn sẽ quan tâm đến vấn đề nào nhất? Nếu như mà Nhật Vinh đi mua đất thì đầu tiên Nhật Vinh sẽ quan tâm tới vấn đề giá cả, rồi vị trí miếng đất đó như thế nào. Và kế nữa mà Nhật Vinh nghĩ là không chỉ Nhật Vinh mà tất cả mọi người khi đi mua đất cũng đều quan tâm. Đó là bản đồ quy hoạch của miếng đất mình sẽ mua. À, đúng là như vậy, thưa quý vị. À, khi gặp được một mảnh đất ưng ý thì việc tìm hiểu thông tin xem mảnh đất đó có nằm trong quy hoạch hay là không là điều rất là quan trọng, nghĩa là khi mình mua đất để ở. Và thưa quý vị, để xác định một mảnh đất có đang nằm trong diện quy hoạch hay không, thì chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ giúp cho quý vị một số cách để nhận biết. Để xác định một mảnh đất có đang nằm trong diện quy hoạch hay không thì mọi người cần lưu ý. Nếu đất đã có sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì thông tin quy hoạch thường sẽ được ghi trực tiếp tại phần ghi chú trong sổ, trong đó nêu rõ lô đất này đang trong diện quy hoạch gì. Người mua có thể xem xét quy hoạch đó có phù hợp với mình không, rồi quyết định mua đất. Cách thứ hai là người mua có thể liên hệ công ty dịch vụ nhà đất tại địa phương để tìm hiểu thông tin quy hoạch khu đất đang định mua. Bởi những công ty này làm việc trong lĩnh vực nhà đất tại địa phương, làm kinh doanh dựa trên đất đai nên sẽ nắm được vấn đề quy hoạch ở địa phương. Do đó, những công ty này sẽ giúp cho khách hàng nắm được thông tin quy hoạch một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn. Quý vị cũng có thể đến trực tiếp phòng tài nguyên và môi trường ở các huyện, thị, thành phố, nơi có nhà đất để hỏi cụ thể. Đây là một cách kiểm tra thông tin an toàn và có độ chính xác cao. Tuy nhiên sẽ hơi tốn thời gian và công sức, nhất là khi người mua đất không ở gần trung tâm hành chính hoặc trường hợp số lượng người có nhu cầu kiểm tra thông tin bất động sản quá đông. Hiện nay tại Bà Rịa Vũng Tàu đã có phần tra cứu thông tin quy hoạch đất đai online trên mạng hoặc qua các ứng dụng điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian cho người dân. Để cài đặt ứng dụng thì người sử dụng chúng ta chỉ cần vào cái chợ ứng dụng CH Play. Chúng ta gõ vào từ khóa quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu, rồi chúng ta chọn cái quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt và khởi động ứng dụng á, thì giao diện ứng dụng sẽ định vị cho chúng ta đang ở cái vị trí này, và chúng ta có thể tra cứu thông tin hiện trạng quy hoạch sử dụng đất của cái khu vực chúng ta đang đứng. Chúng ta quan tâm đến khu vực khác thì chúng ta có thể click vào trực tiếp vào cái khu vực trên cái bản đồ, thì chúng ta có thể tra cứu được cái quy hoạch sử dụng đất tại cái khu vực chúng ta cần quan tâm. Thêm một cách để tìm hiểu thông tin quy hoạch đất tại Bà Rịa Vũng Tàu, đó là quý vị truy cập vào trang web của Sở Tài nguyên Môi trường theo địa chỉ sotnmt.baria-vungtau.gov.vn. Sau đó thì truy cập vào mục quy hoạch và sử dụng đất, hoặc là theo đường dẫn hiện trên màn hình, quý vị sẽ có thông tin mình muốn. Thưa quý vị, trong thực tế thì đã có không ít người chỉ vì ham đất rẻ mà không hề tìm hiểu kỹ. Đến khi muốn xây dựng thì mới vỡ lẽ là đất của mình nằm trong quy hoạch, thế nên chỉ được cấp phép xây tạm và buộc phải tháo dỡ khi nhà nước cần giải phóng mặt bằng. Nếu chúng ta xác định mua đất để sinh sống lâu dài mà thấy đất đó nằm trong quy hoạch làm đường giao thông hay là những quy hoạch khác mà không được xây dựng nhà ở thì không nên mua.